xin chào các bác. Trưa ngày chuẩn bị đi gửi cây thì tranh thủ vào để gửi các anh chị một chút về tình hình cập nhật táo ngày hôm nay nhé. Táo ngày 23 tháng 2 và 12 tháng Giêng nhé. Số lượng cũng rất là nhiều. Dự là gửi táo quả cho anh Thanh thì gửi nhặt ở vườn còn mấy quả nhỏ quá. Có gì thì chất lượng nó chưa phải hàng đỉnh như thế này các bác nhé, chưa phải hàng VIP. Anh Thanh thông cảm nhé. Đây trong này là mua MP vào đây thì mua vẫn quả VIP lắm các bác ạ. Hàng VIP lắm, chất lượng thì khỏi phải bàn nhé, miễn bàn nhé. Hàng VIP hôm nay bao tiền nữa? Hàng VIP mới được hai mấy? Cao nhất 22 à? Vâng. Hàng VIP 22 à? Đây đúng này, ông VIP rồi. Đấy. Đấy. 22.000 một cân nhé. Để chọn một cái quả VIP vừa nhé. Để mời các bác thử nhé. Nó là táo đài. Tiền đây nhưng mà nó bị sập rồi. Hàng xuân đây. Hôm nay mình mười mấy tấn. Dây đài nhỡ. Bí xuân không mua nữa chị? Bí xuân giờ còn ít lắm nhỉ? Mình hết rồi. Chặt. Cứ táo gì cũng mua, từ to đến nhỏ, to tiền mà bé thì bá tiền. Em vào cái nào các bái? Mấy thầy cho túi bóng luôn đi để kiếm tiền nào. Chưa cho à? Hả? Đây, đóng hết chỗ này. Lại lột ra lần nữa xong lại đóng lại lần nữa, tính hai lần tiền nhé. Sẽ mua đến quả cuối cùng luôn các bác nhé. Đến quả táo cuối cùng luôn. Những cân táo ở chỗ nhà em là như vậy. Xuân mê. Ô, hàng bi xuân bây giờ lại còn riu này á? À, bi đài giám à? À, lại còn phân loại bi đài giám. Đây, quả hàng giám này thì lại còn có giá khác này các bác này. Đắt hơn à? Mã không? Bi đài loại quả giám này là do nhẹn nhé. Mã thì rất xấu nhưng rất ngọt các bác. Thử luôn nhé. Quả chín quá, ngọt và thơm lắm. Ra chơi các bác đóng hàng VIP này thôi. Quả ngọt hơn các bác. So với hàng VIP vừa to hơn hẳn nhé. Đúng ngọt thật các bạn. Ngọt sặc luôn đấy.
Tôi là táo. Táo vẫn mua rất nhiều. Táo vẫn mua rất nhiều và đủ các loại táo, cứ táo là mua các bác nhé. Kể cả hàng xuân bây giờ nó chuyển sang màu vàng rồi nhỉ. Xuân trời này là cuối vụ các bác nhé. Đây, đây xuân cuối vụ đây. Táo xuân cuối vụ đây. Hàng này hàng nhỡ. Rồi. Xin chào các bác nhé. Các bác có táo cứ bán táo đi. Dù rằng ít nhiều đắt rẻ vẫn cứ ok nhé. Dù dịch giã thì vẫn còn, tuy nhiên là vẫn khoanh vùng được nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác.